Xin chào mọi người. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con Tab HP Elite X21013G4 nha mọi người. Đây là cái dòng G4, màn hình là 3K cảm ứng và cái con này nó rất là đẹp. G4 thì hôm giờ là bữa nay mình mới về lại từ cái hôm chắc cũng cách đây cũng cỡ tháng mấy rồi. Bữa nay mới về lại và về được có một con như thế này. Dòng G4 thì nó rất là đẹp mọi người. Dòng G4 thì camera lồi ha và rất là rõ, đặc biệt là loa nghe rất là hay. Mặc dù là cũng i5 Gen 8 nhưng mà G4 thì rất là đẳng cấp luôn, cũng giống y như cái dòng mà X360, G3 với G4 nó khác nhau như vậy đó. Cái phần camera là nó khác nhau là nó lồi nè và phần viền rồi nhìn nó đẹp lắm mọi người. Đây. Full nhôm Tab. Đây là cái bản i5 Gen 8 và có 4G luôn nha. SIM á thì để đây nè mọi người nè. Đây chỗ này nè, chọt vô và bỏ khay SIM. Đây là ngõ sạc Type C nè, hai ngõ kết nối Type C sấm sét, hai ngõ thông báo sấm sét là rất là chất lượng luôn. Dòng máy còn quá đẹp. Cái phần này là cái phần bao da. Bật ra rồi mở. Đây ha, nó mới cứng đó mọi người, rất là mới luôn. Mình giật ra. Giật ra nhẹ nhàng nha mọi người, để mình bảo quản á, được ok, được ổn hơn. Full viền hết trơn luôn mọi người. Và cái dòng G4 này á là cái size của cái màn hình á là 3000 x 2000, cái size rất là cái size đời mới đó. Size mà trên những cái dòng mà laptop bây giờ á người ta hay size đại khái là để thấy được rõ ràng hơn á, mọi người tham khảo về mình 3000 x 2000 nè. Màn hình là siêu đẹp, không có lỗi làm gì hết, pin trên 3 giờ. Mình check series máy luôn, được sản xuất năm 2020 nha, cuối năm 2020. Và cấu hình nó là HP Elite X2G4 nha mọi người, X2G4. i5-8265, i5 Gen 8, RAM 8GB, một cái con máy tính bảng, một cái con Tab 13.3 inch mà cái cấu hình mạnh như một cái laptop là đây đó, vừa là laptop vừa là máy tính bảng. Mà máy tính bảng cái cấu hình Gen 8 là quá trời khỏe cho văn phòng. SSD là zin là 256GB ha. Đấy, cấu hình như thế này, máy là chất lượng cực kỳ luôn. Có 4G nha mọi người, mình đang xài 4G nè. Đây mình bấm vô cho mọi người xem. Đây cái này là mình đang bỏ cái SIM Vina của mình vô đó và mình sử dụng 4G thì thoải mái thôi mọi người. Đọc báo đi. 4G thì đôi lúc thuận tiện mình đi công việc, ví dụ đi công tác ở những cái vùng mà mình không muốn phụ thuộc vào wifi á, đem wifi đi đem gọi là có mạng ở khắp mọi nơi thì mình nhét cái SIM vào mình sử dụng thôi cũng rất là ok luôn. Đây ha. Chất lượng cực kỳ mọi người ha. Đây nè. Đây. Đây nha mọi người, máy là hoạt động hoàn hảo, không có cái lỗi làm gì hết. Phần phím. Phần phím thì đây, quá chi là đẹp luôn, đẹp xuất sắc. Phím thì có led phím nha mọi người, nó hít bằng 500 nè. Đưa vô. Hít bằng 500. Từ, hít đây nè. Đó. Gặp lại vừa bảo vệ được màn hình nữa ha. Đây là cái chữ HP nè mọi người. Phần này thì nó dính vậy thôi, phần này phần da rất là cứng cáp, chắc chắn. Đây, kèm với bút. Bút ha, bút thì mình có tặng cho mọi người ngồi nữa. Bút zin của HP đúng với dòng này luôn đây. HP nè mọi người. Bút còn đẹp lắm luôn. Và có tặng thêm cho mọi người ngồi nữa nè. Ngồi để mình sơ cua. Thật sự thì biết bao giờ ngồi nó mới hư mọi người. Nhưng mà mình sơ cua đó thì tặng thêm mọi người về để dành ha. Kèm sạc và sạc zin từ Nhật về. Là máy, Tab nè, phím, bút và sạc như thế này, giá là 8 triệu 9 nha mọi người cho con G4, mọi người tham khảo thêm ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình 8 triệu 9 nha. Máy rất là đẹp, chất lượng. Này thì mình có về một con thôi, hôm ai đặt cái dòng này mà hụt thì mọi người bữa nay nhắn tin qua Zalo cho mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Tất cả đều bao zin nguyên bản 100% hết nên mọi người yên tâm về chất lượng.